Lũ lụt do ảnh hưởng của mưa lớn trong hai ngày qua đã làm hư hại nặng nề, chôn vùi nhiều nhà cửa ở thành phố Ternate, tỉnh Bắc Maluku. Quân đội, cảnh sát và các nhân viên tìm kiếm cứu hộ địa phương được huy động để khẩn trương sơ tán những người bị mắc kẹt hay tìm lại tài sản từ những ngôi nhà bị nước lũ cuốn trôi. Dapat kami sampaikan jumlah korban yang berhasil ditemukan sebanyak 13. Chúng tôi có thể xác nhận số thi thể đã được tìm thấy cho tới nay là 13 người. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục tìm kiếm 6 người còn đang mất tích. Pencarian sesuai dengan yang dilaporkan sampai saat ini. Theo cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Indonesia, dự báo mưa lớn sẽ tiếp diễn trong vài ngày tới, đồng thời cảnh báo người dân địa phương tăng cường cảnh giác đề phòng thời tiết diễn biến phức tạp. Trong khi đó, tại Thái Lan, nhà chức trách nước này cũng vừa thông báo số người thiệt mạng trong vụ sạt lở đất ở tỉnh Phuket hôm 23 tháng 8 vừa qua đã lên tới 13 người, ước tính hơn 20 người bị thương và 209 hộ gia đình bị ảnh hưởng. Hơn 50 ngôi nhà, căn hộ cho thuê và 4 biệt thự sang trọng đã bị hư hại do lở đất. Các vụ sạt lở xảy ra ngay gần khu đặt tượng Phật lớn, một điểm đến du lịch nổi tiếng của tỉnh Phuket. Các đội cứu hộ đang khẩn trương tiến hành chiến dịch dọn dẹp trên diện rộng ở khu vực xảy ra lở đất. Đồng thời, giới chức Thái Lan đang nhanh chóng liên hệ với người thân các nạn nhân và các đại sứ quán các nước có người thiệt mạng để tiến hành các bước tiếp theo.